Top 5 con xe mình yêu thích nhất á: Zesco, Chiron, Aperta, Lafortuna, Huracan Evo Spider. Hết video. Ủa? Gì vậy? Hả? Tại sao à? Vậy thì anh em mình bắt đầu thôi. Đến với top 5 của ngày hôm nay, chúng ta sẽ có Koenigsegg Zesco. Chiếc xe này được xuất hiện lần đầu tiên trong Advan 9 ra mắt với sự kiện Drive Syndicate và là một trong những chiếc xe đời đầu của game cần chìa khóa để có thể unlock được. Về sự kiện Driver Syndicate đầu tiên thì là một sự kiện tương đối dễ dàng dành cho tất cả các người chơi, khi mà đa số mọi người đều có thể unlock được chiếc xe này. Và mình nhớ không nhầm thì team VNZone của mình đợt đấy thì cũng đều unlock được hết, và đa số là 3 sao, hiếm hoi có được 1-2 ông lên được 4 sao thôi. Đợt đấy thì DS Coin được bán bằng token, cho nên ông nào tích được nhiều thì lụm hết. Nhưng mà thời điểm game mới ra cho nên là token của mọi người cũng không nhiều. Chứ team tôi thì không có ai máu nạp vào game này cả, nên toàn là 3 sao là chủ yếu. Sau này thì Koenigsegg Zesco được xuất hiện trong 1-2 sự kiện Rapid gì đấy mà anh em có thể ăn được key cũng như là phần quà Epic. Nhưng mà vì cái bộ chỉ số của nó rất là gắt, rất là mạnh của con xe này sở hữu thì cái sự kiện của nó cũng khá là hiếm hoi, cũng chưa được ra nhiều. Chiếc xe này thì sở hữu một cái tốc độ cao nhất ở thời điểm mới ra và đứng thứ 3 ở thời điểm hiện tại. Có một cái tăng tốc khá là ổn, handling drift ảo roi. Nitro thì chấp nhận được. Nói chung là tôi nghĩ là ai chơi manual như tôi mà không chim ưng thì con Zesco này thì cũng hơi lạ. Và trong danh sách ngày hôm nay, tôi sẽ cho em nó đứng ở vị trí thứ 5. Top 4 chiếc xe mình yêu thích nhất trong ngày hôm nay sẽ có chiếc Bugatti Chiron, vị vua đời đầu của game. Chiến thuật mông to, Bugatti Chiron cũng là chiếc xe đầu tiên được đưa vào special event của tựa game này. Và sau này thì cũng ra được khá là nhiều event. Mình rất là ưng chiếc xe này bởi vì thứ nhất là nó rất là đẹp, cực kỳ mang lại cái vẻ đẹp của gã nhà giàu nước Pháp luôn. Và ngay cả cái đề can của nó thì cũng chấm đâu đấy khoảng 11 điểm trên 10 điểm. Tôi thì cũng sở hữu con này, một con lớn với cả một con nhỏ ở nhà. Đấy, đẹp vãi đái nhỉ. Dù sao thì con xe này cũng là con xe đời đầu cho nên nó cũng cần khá là ít thẻ. Và những con xe S sau này nó add vào game thì nó đã auto là 300 thẻ rồi, cho nên những con xe này đa số là hút máu. Còn con Chiron thì nó đậm chất gọi là con xe king đời đầu, nó cần rất ít thẻ, anh em biết sao, anh em đầu tư con xe rất là hợp lý. Và cái điểm thứ 3 mình thích ở con xe này đó là nó khỏe, nó rất là khỏe. Lúc mới ra thì con xe này cũng là king một thời gian dài ở trong Advan 9, và chạy thì không có gì để chê cả. Cả 4 chỉ số đều đáng yêu từ xưa đến nay luôn. Hiện nay thì Advan 9 đã ra rất nhiều con xe mạnh hơn, cái chỉ số nó ngon hơn Chiron rồi. Thậm chí là Bugatti Chiron bây giờ còn out cả top 10, top speed trong game rồi. Tuy nhiên thì để tận dụng được cái sức mạnh tối đa của Chiron thì anh em vẫn cần đến một bộ kỹ năng nó rơi vào tầm khá tốt trở lên. Ngày nay thì để kiếm được chiếc thẻ xe này cũng không khó như ngày xưa. Anh em mua được trong Legendary Shop bằng credit, nhưng mà tỷ lệ nó ra còn thấp hơn những cái tỷ lệ mà tôi trúng đề, cho nên là cho nên là tôi nghĩ là các ông nên đợi patch token để có thể farm con này. Thỉnh thoảng thì cũng sẽ có patch con này, nó rơi ở đâu đấy tầm 900 token cho cái phát x 10 thì nó cũng khá xứng đáng để được Odin. Top 3 trong ngày hôm nay: Ferrari, LaFerrari, Aperta. Chắc chắn rồi, ở rank Platinum thì Aperta là một chiếc xe mà mình khá là thích cầm để nó rank. Thứ nhất là nó tốc độ cao, thứ hai là nó không phải kiểu Nitro nó bá quá như là Pagani Huayra, mà nó là thuộc dạng đủ dùng thôi. Và nó có một cái khả năng tăng tốc nó tương đối tốt, handling drift các thứ thì cực kỳ mượt. Nói chung là bộ chỉ số nâng cấp hoàn toàn so với bản LaFerrari ở đầu Prada. Nói chung thì về vẻ đẹp của LaFerrari thì nó như là một cái ghế ấy, bởi vì nó không phải bàn. Có cái là con LaFerrari Aperta này thì tôi cảm thấy nó đẹp hơn bởi vì nó có mui trần. Khi mà cầm mấy con xe mui trần trong Advan 9 ý, thì tôi thấy là nó có cảm giác gì đấy nó rất là thể thao, với cả nó nhẹ hơn hẳn anh em ạ. Không biết là anh em thấy thế nào, chứ tôi thấy đua chiếc xe trong game đem lại cảm giác nó khá là hay. Nó không mạnh như thiên về một chỉ số nào cả, bởi vì nó mạnh rất là đều cả 4 chỉ số. Khoản này chấm được 9,5 điểm. Được cái đấy là con xe này nó cũng tương đối là dễ kiếm nữa. Nó hay drop thẻ ở trong Legend Shop bằng credit nên là anh em cày cũng khá là nhanh. Không phải như những con xe khác thì phải đợi patch token cái thứ thì mới đập được. Con xe này anh em hoàn toàn có thể cày được bằng credit thì nó quá là ok. Top 2 của ngày hôm nay: Bugatti La Vatinoa. Chiếc xe màu đen, chiếc xe độc nhất vô nhị trên thế giới. Chiếc xe đặc biệt của Bugatti.
Con xe thì được đưa vào Avantis với cái sự kiện Driver Syndicate 3 khắm không thể tả được. Cả team mình thì 20 người, không một ai unlock được thì anh em hiểu đấy. Cái thiết kế thì đẹp 11 trên 10 điểm. Cái form quen thuộc của Bugatti thì từ đời Veyron thì cho đến Chiron rồi Cento các thứ, đến cả Lavatina này cũng có cái dáng nó khá là giống, thì cũng là một cái điểm mà tôi rất thích của con xe này. Và cái điểm đặc biệt của con xe này, khi anh em lái con xe ở trong game ấy mà tôi cảm nhận được ấy, thế là cái drift của nó này nó khá là bánh cuốn. Lái của nó rất là khoái luôn. Nó có cái độ trôi nhất định. Lúc đầu thì lúc mà con xe này mới ra ấy, thì cứ kêu nó trôi lắm. Nó là con xe trôi đời đầu mà, trôi lắm, đùa cứ chê nó thế này thế nọ. Nhưng mà cái sự trôi đấy nó làm ra cái sự khác biệt của con Lavatina. Thành ra cái việc nó trôi ấy, nó không trôi những con xe khác, mà con xe này nó trôi mà nó giữ tốc được rất là tốt. Cho nên là nó đem lại một cái khoái gì đấy, khó tả lắm anh em ạ. Với cái chỉ số tốc độ tăng tốc Nitro thì được nâng cấp hơn so với bộ chỉ số của Bugatti Chiron. Còn cái handling xà phòng thì kinh dị khỏi bàn, đúng không? Mình vừa nói xong mà. Mặc dù là mấy clip tôi chê lấy chê để, nhưng mà phải công nhận là con xe đua nó mê thật. Mê mê kiểu gì ấy, không giải thích được anh em ạ. Và đứng top 1 trong ngày hôm nay với 5 chiếc xe mình yêu thích nhất, Lamborghini Huracan Evo Spider. Có lẽ là ở đây cũng không hiếm những người đang xem clip này yêu thích con xe này. Nghe đến cái tên của con xe này tôi nghĩ là không ông nào mà không mê được rồi. Mê từ cái tên cho đến cái bộ chỉ số, đúng không? Tầm này mà vác con này vào ranh vàng thì có 8 ông ở trong một ván đấu thì đến 5 ông cầm con này là chuyện bình thường. Ngày trước thì nó còn ít, chứ từ khi nó ra cái sự kiện Starway với cả ở trong Legendary Shop ấy thì ôi rồi ôi, con này đi đâu cũng gặp. Lên rank Legend rồi vẫn gặp nhiều ông cầm con này thì đúng là chuyện bình thường. Còn tôi ở đây thì chắc là cũng giống các ông. Con xe này từ những ngày đầu tiên nó xuất hiện thì tôi cũng đã được đua, và ngay từ ngày đầu tiên động vào nó cũng đã thấy phê rồi. Xe gì mà cả 4 chỉ số đều ngon, đã thế lại còn đẹp. Cái sự vung vức mạnh mẽ của nhà Lamborghini thì nó đánh đúng vào cái tâm lý của những anh em giới trẻ rồi. Cho nên là đã mạnh mà còn đẹp thì làm sao mà không yêu cho được. Nếu mà không yêu con xe này chắc là chỉ có fan Ferrari thôi. Thật, ngày trước thì con này là bá chủ Class B, nhưng mà về sau thì càng ngày nó game nó càng ra nhiều xe mạnh hơn Class B rồi. Cho nên là phần nào đấy thì mình thấy là rất nhiều anh em cứ nghĩ là con xe này nó sẽ bị lép vế, nhưng mà không. Bởi vì Huracan bây giờ nó vẫn rất là dễ kiếm, mà cái sức mạnh của nó thì vẫn gọi là đấm liên tục vào mồm nhiều con ở trong MP được. Thậm chí là nó đấm được con nhiều con xe ở trên Class A luôn. Cho nên là đây là con xe quốc dân mà nhiều ông không thể thiếu được trong gọi là cái hành trình leo rank của mình. Thì chỉ tiếc là cái đề can con này đẹp vão, nhưng mà hiếm anh em ạ. Mãi nó chưa ra đến lần thứ hai để mà sở hữu được. Cho nên là bình thường là tôi vẫn hay dùng cái màu trắng quen thuộc thôi. Đấy nhá, chốt top 1, cảm giác đua xe tuyệt vời. Xe đẹp, chỉ số khỏe, dễ kiếm, 100 điểm. Rồi, và đó là 5 chiếc xe mình yêu thích nhất ở trong game Fan 9 này. Thì tôi cũng khá là tò mò. Anh em hãy để lại một comment xem là anh em thích 5 con xe nào nhất, liệu con xe nào giống như tôi hay không. Và cảm ơn anh em đã theo dõi, và hẹn gặp anh em trong những clip tiếp theo.